Có còn Kim Loan cũng Kim Loan nữa mà ở dưới kia ở cái bè Tiền Giang là đến thăm đi tiếng lần mà về rồi. Em vì cái cô hồi bữa trở lên đây nè, dí để tí chạy vòng vòng nè. Dí chạy vòng vòng nè cô đó ở Tiền Long An. Long An. Không có. Tiền Long ở Tiền Giang. Rồi thăm rồi giữ vòng. Nhưng mà mấy cái clip thấy vui thấy mà để tí có cái vỏ đẹp quá. Hả? Rồi, gặp đại tí niệm Phật. Chào chung điểm của bề trên đại tí ha. Đại tí. Mừng quá à, nói chuyện không được. Rồi rồi, khớp luôn ha. Gặp đại tí chuẩn bị rồi đó nhưng mà bây giờ không có cái lời nào nói. Ủa cái gì tự động cái điện cái gặp lễ tí liền luôn là sao? Ai biết không? Tự động chú nguyện phải nói. Không nói trước. Tại người ta có duyên tự động người ta điện lại à. Chứ mình đâu có phải đâu. Mà tại sao gặp lễ tí mà nói chuyện không được là sao cố? Không, như hồi hộp á, cái trong cái tâm mình đó ha huynh. Ồ, hồi hộp trong tâm á. Có lo sợ gì không? Rồi, đại tí nói, nếu đại tí nói cái tâm mình lo sợ là tâm mình còn bị động đó. Trước thì cũng cảm ơn huynh Hoàng đã huynh mà quay nè, quay video nè. Rồi kính lễ chân điển bề trên nè. Rồi chào đại tí. Lên mạng này coi đó huynh. Dạ, có Quế đâu, có Quế đâu? Ở anh cái bình Cà Mau nè. Trời ơi, ở Cà Mau luôn đệ tí ơi. Có quen không đệ tí? Mà đất ruộng đó đệ tí. Đất ruộng. Dạ. Trời, đất ruộng mới ngon. Quê ở đất ruộng bây giờ chào mà khách du lịch. Trời ơi, khách du lịch quay mà đè của quay quá trời quay. Có gì đâu, cũng như là tình thương mến thương gì. Bây giờ thì nếu đúng. Mà cái đường dây liên lạc này nếu không cho mấy huynh quay thì cũng không có gặp được. Thì mấy huynh đâu có cho mấy huynh quay nữa đâu, tại vì không lên clip nữa và YouTube. Không có, tại sao mấy người phương xa biết được. Mình cũng đâu có lộ cơ gì đâu mà sợ để tí rồi. Giờ lên cộng đồng mạng ta mến để tí quá rồi sao? Ví dụ giờ không cho quay thì người ta cũng nhớ. Cả nhớ biết sao giờ. Ở đâu vậy? Đừng có tha gặp. Như ban đầu đừng có gặp thì ta không, nếu bây giờ mà không cho quay thì ta nhớ đó. Thôi chưa, khán giả mà ta còn nói vậy đó đại tí. Khán giả mà ta nói vậy đó. Không biết cái chuyện gì mà khách du lịch này ta mến quá nè. Không chừng mà giờ không quay rồi mấy cái người mà khán giả này không chừng không còn nhiều buồn lắm đó. Còn nhiều. Hồi sáng tính điện hồi sáng mà lu bu con chuyện rồi cái người nhà lấy cái máy điện mà không có nói gì với huynh Thiện Nguyện hết thì tôi thấy cũng ngại, thấy sợ. Cho xin lỗi nha huynh ơi. Dạ. Cũng đủ cái duyên này, giác này đang quay đệ tí thì điện lại cũng đủ cái duyên. Thì có cái lời nào để nói với đệ tí không? Trước hết thì kính lễ chân điển bề trên của các ngài đó, các chư vị á. Tổ tiên của quyền rồi mừng đệ tí vậy đó. À, sao đó? Bà coi trên mạng đó, bà coi trên YouTube đó. Mến là tí quá. Rồi gặp. Thì động cái mất điện thoại ra rồi người cũng có cái duyên gì. Cũng lạ quá đó. Lạ quá. Tính mà
cũng như thám giảng của Đức Phật Thầy. Đức Thầy nói chừng nào mà nước về một chiều, dân về một mái gì đó, ý là bà là bà gọi là chân điển là sao, tao mình không hiểu, không phải du khách du lịch mà. Đi du lịch thôi mà, sao lại nói cái này kiểu... cũng như mình mến mộ khách du lịch thôi. Khách du lịch thôi mà, có gì đâu mà dữ dằn vậy. Đăng ra gọi thăm rồi dữ dằn. Nhưng mà coi mấy cái clip thấy vui, thấy mà để tí có cái vỏ đẹp quá. Hả? Vỏ hả? Trời ơi, mới nãy nói vỏ, giờ nói vỏ rồi. Đâu có gì. Đâu có gì đâu. Nhưng mà cho gửi lời thăm cái tỷ thấy vỏ thấy gì đó. À, cô thấy, cô thấy, cô thấy. Nhưng mà cũng có cũng hợp duyên với cái linh căn, chắc là hợp bên huynh thiện nguyện quá. Dạ. Vỏ nghệ vậy tao cũng coi nữa không ơi. Mà sao tao khoái quá. Ồ bữa đó mà đại tí quánh cái đường vỏ đó ai mà không khoái đâu. Yeah. Người nào nói từ điện lại, người nào nói quá trời mừng vui à. Bữa đó tụi muốn thiểu luôn chứ rồi không chịu nổi luôn đó. Thấy quá chuyện cao. Có duyên đẹp quá luôn vậy. Ừ. Bởi vì du lịch nhiều người khác nó còn linh căn còn ghê hơn nữa mà. Không nói còn linh căn còn ghê hơn nữa, không có người nào mà đặc biệt như đại tí đâu. Sao kỳ vậy? Sao lạ lắm. Như đạo Phật đó là không, hồi nào giờ không có biết cái vụ lên mạng này đâu huynh à. Dạ. Mà đại tí mà bây giờ gắng cố gắng nặng lên nặng mà phải diễn kiến đại tí. Diễn kiến các ngài về trên á, trên biển á. Để tí mà người ta cũng phụng cái đó. Để tí đầu tiên đó. Ghê đâu, đâu biết gì đâu. Giờ tới Cà Mau rồi đó, hổm ngày chưa cờ Cà Mau, giờ tới cờ Cà Mau rồi đó. Không, bây giờ dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng như là huynh, cũng như ngoài cái gì đất Đắk Long còn điện còn tới đại tí được, còn đây đất ruộng gần đây mà không có điện, không có cái mà diễn kiến nè. Lâu lâu chơi người đại tí ơi. Sao còn những người nước ngoài vậy nữa đó, gặp được cũng hơn với hàng này. Dạ. Dạ. Cũng có cái đường dây đặng mà kết nối là gặp để tí thôi, nhưng mà có duyên ha. À cũng có duyên đó sư tỷ ơi. Bởi vì nhiều khi sư tỷ cũng có cái duyên với đại tí nè, hôm nay điện mới giờ trung hợp nè. Dạ. Ừ. Cứ theo dõi ở trong mạng đó, trong cái kênh đó. Video và bây giờ tiếp theo. Bây giờ tiếp theo. Bây giờ thấy mà huynh nguyện bữa đó mà lau cái khăn la mạch cho đại tí là thấy sao thấy thương gì đâu á. Dạ vậy hả? À, dạ. Ơi, có coi clip đó nữa hả? Có coi để theo dõi lắm nha. Sao mà không biết cái duyên mình từ không cái tiếp kiểu cái trước cái coi diễn quá. Cũng như con chung cha chung mẹ mà. Dạ đúng rồi. Cô này cũng có hạnh. Một người ở xa vậy chứ cái tâm ở đâu cũng đến được mà. Dạ. Yeah. Nãy giờ tính đại tí cho một bài pháp nè, mà chị điện lại đại tí ngưng lại bài pháp đó nè. cho mà Phật tử ở Thế Bình Cà Mau nghe với đi đại tí. Đó. À, nói chung đi du lịch thôi, rồi bản địa vậy thôi. Rồi du lịch ẩm thực văn hóa thì đây. Đồ ăn uống à. Đi không có chuyện. Để tí đi. Môn Phật giờ thì gặp mừng quá, thấy từ từ có nói chuyện đồ chứ bây giờ là không biết đường nói luôn đó. Gung. Bà gung. Chỉ mừng đúng không ạ? Bà mừng, bà gặp được đại tí mà bà mừng gì đó, nói mà, chuyện không ra lời luôn. Mấy huynh cũng dễ thương không à, chàng dễ mến không à. Dạ. Sống lại. À huynh Thiện Nguyện nè, rồi huynh Phúc Bình nè, Bình nè. Nó cười. Bình đi An nè, Phúc Bình An. Trời nó cười ghê luôn trời. Nó cười ghê. Sống lại nó nghe ăn thịt quay, rồi nó đổ đèn nó quay lên. Mua thịt quay cho ăn. Mua thịt quay cho ăn cho đã xong cái đè quay.
Ăn cái món là muốn quay. Thì bây giờ tự nhiên mà khách du lịch lên mạng là cộng đồng mạng người ta mến là sao? Mày muốn vô làm sao đó? Tối nãy chị đọc giảng được hả Tài? Đâu chị đọc lại một bài giảng em nghe coi. Không phải, mà bên đây cũng kiểu như mình nghe giảng của thầy với đức thầy. Không, bà ở chỗ sơ sơ vậy đó. Bà ở chỗ đó chỗ nào ta? Mình coi coi cái chỗ bà ở, ta thấy qua cái nhà ta. Ta ở trong nhà đó nè. Coi quay xung quanh cho con coi thử nha. Khách du lịch nói không nghe rõ. Ông nói là quay vòng có nhà cho ông coi sao không? Coi cái nhà được chưa, ông cắm được chưa? Nhà nghèo nhưng mà học ở ngoài sao ta? Cũng có chỗ đục nắng đục mưa vậy đó để tí. Wow đẹp vậy ha, quá đẹp rồi. Quay cảnh. Rồi có ao cá nữa trời, có cá luôn. Có nhà có nuôi vuông á mà thả tôm. Chứ không có nuôi cá để tí à. Coi nhìn coi bà này có nhìn cái gương mặt của bà có tu không? Để tí nhìn này. Coi nhìn kỹ ra đây đấy. Bà có tu không? Thôi bây giờ mình ngưng phim. Ngưng mới nói được ha. Ngưng mới nói cái hệ bà này hạnh như thế nào. Ngưng mới nói hay sao? Ngưng bây giờ mới nói ha. Rồi chứ ơi, chắc này có bây giờ không nói, không ra không nói được ha. Cái lạ ta. Chụp cái gì đi. Phật tử chỉ mà tu sửa. Bây giờ lo mà niệm Phật sửa tâm sửa tánh với cho cái nghiệp của mình đó, nhiều đời nhiều kiếp và cái hiện tại kiếp này cho mình chứ giờ cũng chưa có biết nói cũng chưa có hiểu mà pháp hay gì cũng chưa biết nữa huynh ơi. Dạ. Có có bằng đêm có niệm 6 chữ Di Đà là ngủ không? Đại tí giờ dặn đó có làm đó không? Có luôn hả? Có gì là quý rồi, biết niệm 6 chữ Di Đà là ngủ là em ơi. Cũng phải gắng cố gắng mình khó cũng chưa có định tâm được. Ông ngưng video đi chú. Bây giờ ông nói với cổ làm sao vậy? Cho cô tát về cổ mừng quá trời mừng rồi. Giờ ông nói một tiếng rồi không, tạm này. Ngưng video hay gì? Ủa ông nói điện lại chú Nguyễn mà. Rồi cứ hỏi chú Nguyễn cái gì mà. Đâu có hỏi gì đâu, hỏi thăm để tí thôi. Hỏi thăm mà chớ như kính lễ chân điển bề trên các ngài. Các chư thiên chư và chư vị bề trên thôi. Hạnh tu bình thường nó đại tí mà sao người ta gọi đòi gặp quá nhiều rồi. Không biết đâu. Lạ thiệt chứ. Mấy chú có nói gì anh bây giờ đâu có nói gì đâu. Đi có sao đăng vậy đó. Mà sao bà con người ta thương người ta thích. Mà Hạnh có đại tí là tu bình thường mà. Ừ, thấy không? Thôi, nhưng quê em. Bình thường. Mà cũng không phải là bình thường. Cái bà Cà Mau này, cái bà này nghi giống như là chị hay em gì cái cô hồi bữa trở lên đây nè, dí để tí chạy vòng vòng nè. Dí chạy vòng vòng nè, cô đó ở Tiền Giang, Long An. Long An. Không có, Tiền Long ở Tiền Giang. Tiền Giang, Long An á. Còn bà này là ở đâu? Nè, ở ngoài đâu ngoài kia ngoài Sóc Trăng gì đó. Cái cô này ở Cà Mau. Cà Mau, Sóc Trăng. Phật tử thì tên Lê Thị Loan, còn cái cô kia thì Châu Loan hả? Cái ba người Loan ta? Đất nông là Châu Loan. Ừ. Dỗi, hả nghe Loan không anh Loan không? Còn chị Kim Loan thì ở ngoài Tiền Giang. Có khi nào chị có bà kia? Ở đây thì đất ruộng cũng có tên, trùng tên, cũng có tên. Châu Loan nhiều quá. Bà, cô tên gì? Kim Loan hả? Ừ. Kim Loan. Cô Loan này quen quá ta, giống như hồi bữa là có vô chưa, đây rồi. Chưa ông ơi. Có vô đây rồi. Chưa. Còn bữa hình như cô có vô đây chưa ta? Chưa. Có lần đầu một là lần này
lần đầu đó. Chứ đâu có biết đâu. Có điện ai cơ. Có còn Kim Long cúng Kim Long nữa mà ở dưới kia ở cái bè Tiền Giang là đến anh thăm đi tiếng lần mà về rồi cũng, tại cũng mến cái tên của anh Hùng này với đệ tí nè. Ồ vậy hả? Ồ chứ còn mấy cái binh kia không chưa có dám nữa. Bà gùng bà nói phải đâu, cái bà bữa mà dí mình thấy quen quen bà gì? Bà mua bánh bía, bà mua bánh bía bữa thấy đâu bà cho mình bánh bía. Cái đó người khác, bữa này người khác nữa. Quay nữa. Đúng rồi, mua gì quay luôn bành kia luôn á. Mà không làm được video mới ông. Đúng rồi, tại đi tí chạy không một mà. Cái đó rồi đăng cái video mới vui, gượt đi tí chạy đại tí rồi đi tí chạy. Đúng rồi, vừa chạy vòng vòng cái vô sữa luôn trời. Đó là người gieo cái này, này đã luôn đã. Nắm tay bà làm thấy ghê lắm. Tại bà mừng á. Mừng quá mừng. Nhưng bà nắm tay bà làm thấy ghê luôn. Bà hổng bà anh Thượng Nguyện. Dạ. Bà hổng mà Phật tử hội họp thì sợ mà để tí đưa thịt cho Huynh ăn. Rồi Huynh ăn sợ hết sức ngoài này mà cứ hội họp hoài vậy. Ờ vậy hả? Ngô Phật. Ờ vậy cũng lo cho em Út kìa ha. Mình thì cũng như huynh đệ tỉ muội cũng thì ở xa nhưng mà tâm thì ở gần mà. À vậy ha. Chú chở cô về rồi chú có lấy lại số điện thoại của con. Số điện thoại mà là đổ số điện thoại mất tiêu số điện thoại của tẻ luôn rồi. Mà mong lên clip này cho các bạn này nhìn nhìn từ từ cái mặt nó từ cô Long ở Tiền Giang. Tiền Giang ha. Cái bè. Cái bè Tiền Giang. Ở đây thì Bình Cà Mau. Huynh Nguyễn biết Thái Bình không? Dạ biết. Mất tiêu liên lạc luôn rồi, đệ tí ơi. Xuống Thái Bình đó hả Huynh? Dạ. Bây giờ chú Nguyễn nói chuyện đi để cho đệ tí nói bài vậy. Dạ, vậy ha. Vậy thôi, đệ tí cũng chào Thị Loan ha. Rồi. Đệ tí giữ gìn thân xác cho khỏe nha đệ tí ơi. Ok kìa. Xin thầy mẹ độ để tí nha. Rồi. Chúc bà Huynh được gia đình được bình yên được nhiều hạnh phúc nha Huynh ơi. Dạ mô. Dạ mô Phật. Rồi cảm ơn sư tỷ nha. Rồi. Dạ. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Còn sao mới vừa gọi lại cái phải nói chú Nguyễn tự động mới đưa đệ tí luôn à. Tại hiện tại người ta gặp. Dạ, tại người ta muốn gặp đệ tí. Không, ông này ông giả thiệt chứ. Dạ. Ông giả. Rồi. Còn cái cô nãy, cô Lon, cái bè phải không? Bả cười mà. Cà Mau. Không phải. Không phải hả? Không phải. Nhưng bả cười mà. Mà nói đến cái bè, cái bả cười. Bả nói là không, lần đầu tiên. Không, khuôn mặt y chang luôn. Ừ, cái mặt cũng tựa, cái mặt tròn tròn á. Tựa tựa chứ nha. Mất tiêu liên lạc của chị ở Cà Bè Tiền Giang rồi. Để phải mà có liên lạc được thì điện cho đệ tí gặp rồi. Không, tại bả không điện, chứ bả nếu bả điện thì biết kinh chú mà. Đúng rồi. Đúng rồi, hết cơ rồi. Có nhiều khi người ta câu thông với đệ tí không? Không, có khi đệ tí nhắc lên này cố liệt lên sao? Định cho gặp đệ tí làm sao? Còn cái đoạn video của dí đệ tí rồi đăng lên mạng luôn á, đăng lên Facebook á. Đăng luôn? Ăn nhục á. Gì mà không biết ta? Bà chưa đăng đâu. Chưa đăng đâu. Bà không đăng, dám đăng. Đăng. Bà còn chồng còn con nữa, bà không dám đăng. Dạ. Nhưng ta có chồng con, ta đâu dám đăng. Tại sao cái cô đó đó? Cũng nói là đệ tí đúc một cục thịt vịt cho Hùng Thị Nguyên ăn mà bà sợ Hùng Thị Nguyên ăn. Sao lạ ta? Bà sợ cũng như là mình qua mặn rồi bà sợ gì đó, bà gùng muốn chết luôn á. Bà nói bà gùng muốn chết luôn. Sao kỳ á đệ tí? Không có gì. Có gì không đệ tí? Có gì không đệ tí? Mà tại sao đệ tí kêu là ăn mặn hoài, ăn thịt hoài không biết cái như thế nào à? Không có gì. Theo Hùng ăn mặn được không á đệ tí? Đệ tí có ăn mặn là được không? Là ăn tương luôn rồi đệ tí. Biết Thì Duyên hay chưa? Thì Duyên. Bà gung, bà sợ mình thèm đó. Mình thèm, mình ăn chay đó, mình thèm cái, mình ăn cái, bà sợ, bà gung, bà nói bà gung, quá gung luôn. Mà mới điện bữa nay luôn, mới làm bạn cái đợt đó. Chứ đâu có ấy đâu. Giống cái cô mà hồi bữa, cái bài
cũng có gì chú tùm lum, mà chú tùm lum tự động chở bỏ về xong cái mấy ngày sau thấy chú tùm lum lên lấy mặt trẻ tư gốc. Nham nhở, này là nham nhở nè, nhìn Linh Lan luôn coi, tỉ Linh Lan luôn coi. Này, ông tùm lum cái này quá hả, đi đi. Không, ngưng video đi, chứ mấy chú đè đầu ngưng video đi. Tùm tùm lum nham nhở mà thấy tùm lum hết trơn á. Không, mà để tí nham nhở mới già phải không để tí, người ta trẻ như là không có gì hết trơn, người ta mới trẻ mà. Để tí nói sao, về có hai bữa à. Ăn gặp hai bữa tóc bạc gân trời. Còn đâu nói trẻ da mà. Trẻ tí mới nói cho bộ. Trẻ à, già rồi tí. Nói trẻ mà mày nói không. Nó. Mình đâu à, cái à, cũng là nà, kim loan nữa. Kim loan nữa mà nhưng á à, nói là bữa nào lên đi tí thăm nữa. Dạ. Ừ. Mày giờ mất liên lạc. Thôi ngưng video đi. Bây giờ mấy chú quay được ngưng ý là không chơi. Chứ không cho mấy chú quay nữa. Dạ yeah. Không rồi đừng. Bây giờ đợi tí phát hát một bài hát đi. Đâu biết hát đâu. Bây giờ không phải làm thơ đi. Ừ, làm thơ, bài thơ đi. Cho khán giả trong nước và ngoài nước ta xem, ta nói Hồng Tiên Nguyện ơi, là nói sao mà để tí cao hát một bài thơ, ngâm một bài thơ người ta xem đi. Đó. Bữa nay ngâm bài thơ đi. Cho khán giả người ta tại vì khán giả người ta yêu mến mình đó, rồi cái người ta kêu gì đó. Nói, từ cho để tí đọc bài thơ nè. Đọc bài thơ đi, để tí bài thơ về cây xài hoặc là cây vú sữa hay là bài thơ về mình đi bộ hành đi. Hả? Bài thơ đó hay đó. Nói lấy gì lấy đăng video ấy trời. Vui đó rồi tí. Để tí mà làm một bài thơ nghe, để tí mà đi nghe vòng nghe, đi giả tỷ cái này kia nghe. Đó là chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị để tí cho một bài thơ rất là đặc biệt. Ừ. Cho một bài thơ ra tí. Nếu mà để tí mà cho một bài thơ nghe khán giả rồi. Ta mừng lắm mừng. Mình tả cái cảnh về cây xài đi, bài thơ. Bây giờ đây này tôi bẻ nhánh cây này. Tôi bẻ nhánh cây này đi. Đây, không đừng bẻ. Đó, để tí làm một bài thơ cái cho khán giả ta xem coi đây tí. Cứ bẻ nhánh cây chi rồi. Một phần. Rồi bẻ cây luôn rồi. Chú bẻ cây rồi. Vậy ăn sao? Vậy ăn sao đây tí? Nãy rồi. Vậy nãy rồi. Nãy rồi. Có sao không? Có sao không? Không có sao. Không có sao. Nó hẻm rồi chứ không sao. Tưởng đâu. Mẹ con cày này bị phạt chết luôn. Mình ông nói không có sao được rồi. Đúng không sao thì không có sao. Không sao ha. Dạ, nè. Ủa mới đây mà bẻ cái héo liền ra tí. Ừ. Sao nó lạ dữ. Giờ này tí cầm cái cây này làm một bài thơ coi. Không, bây giờ mình ngưng video đi cho chú. Cái cầu này sao thấy quen quá ta. Thì hằng ngày phải vậy thôi, nó quen. Mới vui á. Cầm quay bài vậy thôi. Lạ quá. Kênh ít đúng không? Ủa đăng để tí giờ người ta đăng dòng họ là coi quá trời luôn hả? Dòng họ coi không, nhiều. Không biết dòng họ có coi không nữa. À, nó đè đầu đăng like mới rồi. Đè đầu mới like. Gì hả? À. Biết kinh súng luôn. Biết kinh súng, kinh hùng lên. Kinh hùng Tây Nguyên lên. Mà để tí ơi. Tại ông mấy ông không biết. Mấy ông không kêu đại tí đụng cái ngón tay vô cái máy mình cũng bắt đầu làm tôi khán giả ta coi nhiều mà. Là đụng vô cái đại tí. Đụng vô cái ai? Thôi đụng. Mà đại tí là làm sao kéo cái kinh ông tùm lum lên cái đại tí? Thôi ngon xịn như ông này nè. Đó. Đúng rồi, chắc đại tí tại điện thoại giỡn. Mắc điện thoại ông tùm lum mắc hơn điện thoại Phùng Tiên Nguyện đó đại tí. Cắt cái làm gì đó chuyên nghiệp hơn chút. Quay nói nghiệp hơn. Tại bỏ hay không cho quay video không có làm YouTube nữa. Rồi bỏ, chắc hôm nay cuối năm nay bỏ người sao để tí. Làm tiếp vẫn làm bình thường. Rồi làm bình thường ha. Sao có người nói là tùm lum là cuối năm nay là nghỉ làm YouTube đó để tí làm gì khác. Mà không biết phải hay không nữa. Mà nhờ để tí là giám sát coi như thế nào. Thấy là làm video không có ăn. Đúng mà lỗ không. Rồi hơn nữa cái người ta cái giá cơ luôn á. Nói là làm cuối năm nay nó là ngưng. Không biết làm chuyện gì đây. Hả là nghĩ đi bộ hành đi giống đi tí tại. Thôi bây giờ ngưng video đi.
chú đang video mà cứ để Tỷ Linh Lan đứng giờ coi kìa. Linh Lan, Linh Lan á, lại gọi đàng hoàng núp vô cái bồn đó là sao? Tính chờ uống nước hay vậy? Linh Lan. Trời, rồi mình cũng kết thúc video ở đây đi để cho đại tí tâm sự với Linh Lan nha. Không. Dạ thôi để tí chào khán giả trong nước và ngoài nước đi. Dạ bị đeo ấy nữa à. Chào mọi người. Chào mọi người. Rồi, cái này trả tự nhiên lại cho đại tí đi. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Chị Trang đâu rồi? Hả? Chị Trang đi Sài Gòn rồi để tí ơi. Rồi bye. Có lời nào nó nhắc hay chị Trang không? Không. Ủa cứ quay gì cầm gì quay vậy, có người coi là có tiền nha. Ngồi đi. À, thế là tí lạ mà. Hạnh tôi rồi bình thường có đại tiết mà giờ quá trời người ta thương rồi. Không biết mấy ông đang nói nhiều quá. Không ngưng đi chú ơi. Để cho con yên ổn đi. Cái ngày nào mấy chú cũng chọt cái chứ. Nó hết anh phúc rồi đó. Rồi. Mình cũng kết thúc video đây nha cả nhà. Con chào đại tiết ơi. Rồi chào khán giả trong nước và ngoài nước đi đại tiết ơi. Rồi. Thôi video đây xin kết thúc rồi bây giờ ơi. Mời quý vị đón xem video tiếp theo nhé. Xin chào.